Chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên, nhiều niềm vui, tràn đầy sức khỏe và hạnh phúc nhé các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình làm một món bánh ăn vặt siêu nhanh đi. Bây giờ thì mình làm cái nhân trước nha các bạn. Cái nhân bánh thì gồm có sữa tươi, nước dừa. Đây là sữa tươi nè các bạn. Làm ít thôi, làm nửa gói sữa tươi có nghĩa là 120 ml. Rồi các bạn muốn ăn béo á thì các bạn nên cho nước dừa nha, thêm nước dừa vào đó, 100 ml nước cốt dừa thôi. Cái này là 400 nè, mình cho 1/4 lon nước cốt dừa này, cái lon này nè các bạn. Mình ăn cho tiện thì mình ăn lon, chứ mình đang ở dưới quê á, mà mình không có rảnh, ngại đi chợ quá, chợ xa quá các bạn. Đó. Rồi mình cho vào đây là đường đó các bạn, 30 g đường nha. Mình ngọt lạc là tùy thích đó. Sữa tươi, đường, một ít muối nha các bạn. Cho nó đậm đà. Nhà mình ít ăn đường, mình quậy lên nha các bạn. Đồng thời mình cho vô là 3 muỗng bột bắp, 20 g bột bắp á. Bột bắp nè các bạn, cho vô đây là 2 muỗng nha. Như đó được rồi đó, không tới 10 g đâu, 10 g cũng được nha các bạn. Rồi mình cho vani vô cho nó thơm, mình không làm bơ thì mình cho vani vô nha các bạn. Bơ trứng ăn một lát, thì bên kia có trứng nữa. Cho cái mùi vani nè, một nắp. Mình làm thường mình không có ăn, mà bạn mình thì thích ăn ăn vặt, không có nhậu các bạn, trưa ngủ dậy phải có cái gì đó ăn. Mình làm mình cũng phải không có quá đà. Nếu mà các bạn muốn làm ca vé thì các bạn thêm lòng đỏ trứng với bơ nha. Còn mình làm đây là nhân sữa đó, nhân sữa mà mình thêm dừa đó, nhân sữa mà mình thêm dừa vô đó là nó cũng ngon lắm đó các bạn, nó béo lắm. Bây giờ mình bắt bếp lên nè. Mình nếm thấy lạc, mình thêm vô miếng đường. Bắt bếp lên quậy liên tục nha các bạn. Các bạn quậy chừng nào mà thấy nó sền sệt, nó đặc lại là được rồi đó. Bây giờ chúng ta làm cái phần bột nha các bạn. Ở đây mình có hai cái trứng gà thôi, mình không có làm ba cái đâu. 2 trứng gà, 150 g bột, 2 g muối, đường mình bỏ ít thôi. Hồi nãy ở trong nhân mình có đường nhiều rồi, mình bỏ tới 40 g đường rồi. Cái này là bột baking powder nè, powder nè các bạn, bột này là bột nổi nha, mình bỏ vô một ít. Đây là mình muốn làm màu lá dứa, nhưng mà đây là cái tinh chất lá dứa nè, cái màu này mình bỏ vô á, nó thơm mà nó không có đắng nha các bạn, mắc rất là mắc tiền. Tại vì nó là tinh chất của lá dứa, ăn không có hại cho sức khỏe nha, màu thực phẩm. Mắc lắm đó các bạn ơi, mình mua trên mạng đó. Bây giờ chúng ta đập vô đây 2 cái trứng nè. Bánh này dễ làm lắm các bạn. Nhưng mà mình đi Thái Lan á, mình ở bên, ở ngoài đường á, người ta bán, người ta rán cái mình ăn liền vậy đó. Nó không có nhân gì hết nha các bạn, cứ ráng là ăn, nhưng mà chắc là mình thấy không ngon bằng cái này đâu. Đó, mình bỏ đường vô nè, quậy cho nó tan. Mà cái lần này là mình bỏ đường ít thôi, không có bỏ nhiều, tại vì trong cái nhân mình làm ngọt rồi, cái vỏ mình làm bớt lại để mình ăn mình có cảm nhận nha các bạn. Muối nè,
hết vô nha các bạn. 150 gram bột, bột mì, mì đa dụng. Mình còn 120 ml sữa tươi nè, phân nửa gói đó các bạn. Một gói thì nó là 220 đó, 225 gì đó. Mình bỏ vô đây luôn nha các bạn. Hồi nãy phân nửa thì mình làm nhân. Nhưng mà mình để cái vani, mà vani nước đó, nó hơi nâu, nó không có được trắng đó các bạn. Hồi nãy quên lấy vani bột. Làm vani nước thì nó không được trắng, nhưng mà thôi kệ, ăn đại. Không có cái này thì mình làm cái kia. Cái này là bánh này dễ làm lắm, dễ làm, dễ ăn, mà lại là nhanh nữa, nhanh lắm nha các bạn. Bây giờ nó mắc kẹt. Đánh cho nó tan rồi ha. Mình bỏ vào đây một muỗng ha. Mình mua từ trên Sài Gòn mình đem về luôn nè các bạn. Mình mua nó nhiều quá không có xài hết được, xài lâu lắm. Bỏ vô đây một ít nha các bạn, muỗng à, vô đây thôi ha. Bỏ nhiều quá mình cũng không thích đâu. Đánh lên nha các bạn. Có người thích ăn bơ thì cho bơ vô, còn mình giảm, mình ăn bằng cách mình tiết chế lại, mình giảm lại các bạn. Bơ bột đường sữa mình không có dám ăn đâu, mình già mình ăn ít lại các bạn. Cho mấy đứa bé bé rồi nó ăn, mấy người mình ta làm việc nhiều á, nó cần năng lượng nó ăn. Cho vô một chút màu lá dứa nha các bạn, cho nó thơm, nó đánh tan mùi trứng này, vừa màu mà vừa mùi đó các bạn. Này hiếm hàng lắm, mình mua trên mạng mới có, ở ngoài thường không có đâu. Cái màu nó đẹp. Mình để đây, mình đi chuẩn bị chảo nha. Bây giờ mình bắt đầu mình rán nha các bạn. Mỗi một cái là mình làm một vá như vậy nè. Một vá như vậy nè ha. Mình bắt bếp lên rồi đó. Mình đổ vô cho ngay chính giữa nha các bạn. Nổi lên rồi đó các bạn ơi, các bạn thấy nổi lên rất là ngon luôn, mà mình bớt lửa đi, bớt lửa tối đa luôn, nó nhanh chín lắm luôn á. Mình làm bằng baking powder đó các bạn, nó nổi lên, nó bánh bò cấp tốc người ta cũng làm kiểu này nè các bạn ơi. Không có cái nắp ha, có cái nắp ở đây rồi. Đây là chừng 3 phút rồi nha các bạn. Nó đen quá các bạn ơi.
Con dở ra nha. Mình trở lại rồi nè nha các bạn. Màu chín quá. Mình làm lá dứa cho nên nó có cái màu như vậy đó các bạn. Mà ở trong nó thì đẹp. Mình làm được 10 cái nè các bạn. 150g bột mình làm được 10 cái bánh nè. Bây giờ mình để nhân vô chính giữa ha. Cái này là cái bề bề trong của nó nè các bạn. Mình để nhân vô một bên. Mình ép nó lại nha các bạn. Giờ nó nguội rồi nó còn muốn không dính nữa đó các bạn ơi. Mình ép nó lại như thế này nè. Được một cái rồi ha. Thêm cái nữa nha các bạn. Cứ tiếp tục làm nha các bạn.